Mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì chúc mừng các bạn, lúc này là có một số ghe tàu đang lưu thông từ phía ngoài cống vào bên trong cống nha các bạn. Tiếp đến là có chiếc ghe gỗ chở cát cũng khá là khẩm nha các bạn. Hình như là anh tài công đã kêu anh kia ngồi xích một bên để mà ảnh thấy đường anh lái nha các bạn. Kế đến là những chiếc ghe gỗ họ tăng tốc cũng khá là nhanh nha các bạn. Thì tình huống vừa rồi là nước đã tràn vào bên trong xà lan luôn nha các bạn. Nhìn từ xa thì chiếc xà lan này đã tăng tốc cũng khá là nhanh nha các bạn. Có lẽ là tài công đang quyết định để mà vượt cống cho thành công nha các bạn. Hiện tại lúc này là nước chảy cũng còn khá là mạnh, nên khi mà xà lan đang tốc thì cái hình ảnh mà nước dâng lên trắng xóa luôn nha các bạn.
Trong tình huống này thì tài công đã cố gắng hết sức nha các bạn, nhưng bởi vì là nước chảy còn khá là mạnh nên là xà lan không thể nào mà vượt cống được nha các bạn. Còn bên cái cống phía bên kia thì có chiếc cây gỗ đang tăng tốc nha các bạn. Nhưng không biết là chiếc cây gỗ này đi nước ngược có thành công hay là không. Hy vọng là tài công xử lý cho cây gỗ vượt cống thành công nha các bạn. Các bạn cũng có thể nghe thấy là tiếng máy của xà lan nổ, nghe cũng khá là phê tai nha các bạn. Thì bên cửa cống phía bên kia thì có chiếc ghe gỗ cũng đang vượt cống nha các bạn. Nhưng không biết là chiếc gỗ này công suất máy có vượt cống thành công hay là không nha các bạn. Lúc này là chiếc gỗ đã bỏ cuộc rồi nhé bạn, bởi vì là nước chảy còn khá là mạnh. Lại có thêm một chiếc gỗ tăng tốc để mà vượt cống nha các bạn. Nhưng không biết là chiếc gỗ này có thành công hay không. Nhưng mà chưa gì hết là thấy cái lượng khói thải ra bên ngoài là cũng khá là nhiều nha các bạn.